hòa cùng không khí vui tươi phấn khởi đón Tết cổ truyền cho năm thơ mây của đồng bào dân tộc Khmer cả nước nói chung và chùa Ông Kho nói riêng. Đoàn là xuất thi đấu lập nhiều thành tích cho địa phương và cũng nhằm phát động phong trào cho bà con phong sóc rèn luyện thể dục thể thao, sức khỏe để học tập, lao động và bảo vệ tổ quốc. Trước hết, tôi xin thay mặt cho ban tổ chức giải gửi đến các quý lãnh đạo, quý đại biểu, mạnh thường quân, nhà tài trợ, trọng tài, vận động viên, cổ động viên lời chào mừng tốt đẹp nhất. Thưa các bạn, giải đấu cũng là cơ hội gia tăng sự giao lưu, hợp tác giữa các đội ghe cũng như duy trì truyền thống ghe ngò tại Sóc Trăng, cũng như phát triển tập luyện thi đấu nói riêng và phong trào thể dục thể thao nói chung. Đến với giải, ngoài việc rèn luyện sức khỏe, các đội bơi còn thi đấu cọ sát với nhau. Với không khí cuồng nhiệt của các đường bơi trận bơi hấp dẫn, các đội sẽ có cơ hội giao lưu với những đội mạnh hơn, kết tình bạn, hữu nghị, ngày càng đoàn kết, gắn bó hơn nữa qua phong trào này. Giải bơi bỏ lại ở chùa Ông Kho chỉ là nơi tranh tài của các đội bơi mà còn là sân chơi thể hiện tinh thần tập thể đoàn kết và cao hơn. Ủy ban nhân dân Hưng Lợi, mạnh thường quân, nhà tài trợ hoan nghênh sự chuẩn bị của ban tổ chức giải, sự nhiệt tình tham gia của các đội. Tôi cũng đề nghị các đội tham gia thi đấu phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, thi đấu trung thực, thể hiện tinh thần cao thượng, tạo nét đẹp văn hóa trong thể thao và môn đua ghe ngò, cống hiến cho khán giả những pha xuất phát thần tốc và nước rút ngoạn mục. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc giải đua bò lãi chào mừng Tết cổ truyền Chôn Năm Thơ Mây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2022. Xin các bạn năm. Tiếp theo tôi cũng xin thông qua với ban tổ chức giải và tổ trọng tài. Thứ nhất, trưởng ban đại đức Tô Trần Đa, Lưu Văn thư ký, Thạch Thái là thành viên, Dương Định là thành viên, Trần Quy là thành viên, Thạch Thương là thành viên, Thạch Son là thành viên, Trịnh Hoàng Vinh là thành viên, Dương Thóc Kha là thành viên, Nguyễn Văn Quý đại biểu toàn thể của quý vị đua lên chùa Ông Kho 2023 thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Số 11 ở trận thi đấu thứ hai, ấp 23 sẽ chạm trán kinh ngay. Trọng tài thì tổ trọng tài chỉ thấy là ở đường bơi số 2 chỉ là sự hiện diện của đội lợi dương kính mang số 11 Tam Sóc T2 với một lý do nào đó thì không thể thi đấu được. Như vậy là ở trận đấu đầu tiên thì chúng ta chỉ có một đội bò lãi đang hướng về đích, đó là đội bò lãi lợi dương kính. Chúng ta hy vọng ở những trận thi đấu tiếp theo thì sẽ có nhiều trận thi đấu. Ngay phía sau đội võ lãi lời nhung kính là trận thi đấu thứ hai giữa ấp 23 ở đường bơi số 1
và kênh ngay màu ở đường bơi số 2. Vâng, các vận động viên của đội lợi nhôm kính đang tung nước rút biểu diễn. Một lần nữa xin chúc mừng chiến thắng của đội lợi nhôm kính. Vâng, thứ 2, 3, kênh là cô gà ba ca xuống nước đội nhôm kính các bạn chưa chơi dịch nha. Ông hồ nãy ông sẽ thi 2000 lên đội thứ 2, các bạn thiệt mới thấy chúng ta thay ra bây giờ mút kia bật tay cho bố là kinh phương mạng cái mê mốt chúng ta có thông qua phá chúng ta có chúng ta thấy hai đội đang tiến về phía đích, hai đội đang tiến về phía đích như là kinh ngay một, kinh ngay một. Vâng, như vậy là chiến thắng thuộc về ấp 23. Ở trận đấu thứ hai, Tiến Phục đang dẫn trước đội cây kè một với một khoảng cách an toàn, nhưng điểm đích vẫn còn xa, chưa biết điều gì sẽ ra. Chiến thắng có thể thuộc về ông Thoa hoặc có thể thuộc về cây kè một. Chúng ta thấy đội ông Kho đang dẫn trước. Ông Kho đang dẫn trước cây kè 1. Ông Kho ở đường bơi số 2 đang dẫn trước cây kè 1. Dạ cho đội 2 đường bơi số 1 và ở đường bơi số 2 không? Hai đội đang tung nước rút. Hai đội đang tung nước rút biểu diễn. Như vậy chiến thắng đã thuộc về ông Kho. Một lần nữa xin chúc mừng đội ghe ông Kho. Đội ghe cây kè 1 chúng ta vẫn còn những trận đấu tiếp theo. Trận đấu tiếp theo rất mong anh em cố gắng lên để thi đấu hết sức mình. Ở trận thi đấu thứ tư kinh ngay 2 khu 5 sẽ chạm trán với xóm cho 1. Kinh ngay 2 khu 5 sẽ chạm trán với xóm cho 1. Mà đặng đội na luôn luôn đó. Chúng ta đã thấy ở đường bơi số 1 ghe số 15 kinh ngay 2 ở đường bờ số 1, ghe số 15 kinh ngay 2 đang dẫn trước khá xa so với số cho 1. Như vậy là chiến thắng đã thuộc về kinh ngay 2 khu 5. Một lần nữa xin chúc mừng anh em. Cây kè 2 ở đường bờ số 2, hai đội đang bám đuổi quyết liệt với nhau. Kính mong quý vị khán giả chúng ta cổ vũ nhiệt tình hơn cho những đội võ lãi. Cây kè 2 số 5 đang dẫn trước với một khoảng cách so với lò 4. Như vậy là chiến thắng đã thuộc về cây kè 2. Xin chúc mừng chiến thắng của anh em. Xin chào anh ơi, chúc mừng cây kè 2 là bao nhiêu trình nhé. Chúc mừng cây kè 4. Các cung có tiết và cung sắp cho 2. Trận thi đấu thứ 6 ở lượt bơi thứ nhất, xóm cho 2 mang số ghe 14 thi đấu với đội gạch gừng mang số ghe 10. Gạch gừng chúng ta đã biết, gạch gừng của Tam Sóc là một đội võ lãi rất là mạnh. Một đội võ lãi mạnh đang thi đấu tại chùa Ông Kho. Bơi với gạch gừng là xóm cho 2 mang số 14. Trái về dự đoán, chúng ta thấy đội gạch gừng mang ghe số 10 đang dẫn trước với một khoảng cách an toàn so với xóm cho 2. Như vậy là chiến thắng đã thuộc về đội gạch gừng. Một lần nữa xin chúc mừng anh. Xóm cho 2 chúng ta vẫn còn những trận thi đấu tiếp theo, mong anh em cố gắng hơn. Lượt bơi số 2 trận số 7 giữa công đoàn xóm cho 1 ở đường bơi số 1 và đội lợi nhôm kính số 11 ở đường bơi số 2. Hai đội đã đi được phần nửa đoàn đua.
trận thi đấu đầu tiên ở lượt bơi số 2 giữa công đoàn Sống Cho Một và Lợi Nhân Kính mang số 11. Trận số 8, ấp 23, số 12 ở đường bơi số 1 đối đầu với Tam Sóc B2 ở đường bơi số 2. Trận số 9, ấp số 9 đối đầu với Chùa Ông Kho. Trận thứ 10, Kinh Ngay 2 khu 5 đối đầu với Cây Kè 1. Trận thứ 11, Sống Giữa đối đầu với Cây Kè 2. Trận thứ 12, Sống Cho 2 đối đầu với Lò Búng. Như vậy là trận đấu đầu tiên công đoàn Sống Cho Một và Lợi Nhân Kính đang tiến về vô địch. Chúng ta đã thấy hai đội đang bám đuổi quyết liệt. Hai đội đang bám đuổi quyết liệt. Công đoàn Sống Cho Một ở đường bơi số 1, Lợi Nhân Kính ở đường bơi số 2. Đội võ lãi Lợi Nhân Kính đang chiếm ưu thế hơn so với công đoàn Sống Cho Một. Đội Lợi Nhân Kính đang dẫn trước với một khoảng cách an toàn. Chiến thắng dường như nằm chắc trong tay của Lợi Nhân Kính. Nhưng chưa biết điều gì xảy ra, công đoàn Sống Cho Một đang tiến hành tăng tốc. Lợi Nhân Kính cũng đã tăng tốc, như vậy là chiến thắng đã thuộc về Lợi Nhân Kính. Một lần nữa xin chúc mừng đội võ lãi Lợi Nhân Kính. Ra giữa ấp 23 ở đường bơi số 1 đối đầu với Tam Sóc B2. Theo như quan sát của ban tổ chức, Tam Sóc B2 tiếp tục không có mặt thi đấu. Như vậy là chiến thắng đã thuộc về đội ấp 23. Như vậy là theo thông tin của ban tổ chức nhận được, Tam Sóc B2 đã không thi đấu. Chúng ta thấy ở trận số 8, ấp 23 đang ung dung bơi về đích. Ở trận thi đấu số 9 là ấp số 9 với số ghe số 4 ở đường bơi số 1. Ông Kho ở đường bơi số 2. Ông Kho ở quyết liệt. Chúng ta thấy đội ấp số 9 ở đường bơi số 1. Ấp số 9 ở đường bơi số 1 đang dẫn trước với đội ông Kho. Như vậy, ấp số 9 ở đường bơi số 1 đang dẫn trước của đội ông Kho. Hai đội đang bắt đầu tăng tốc. Như vậy là ấp số 9 đã giành chiến thắng. Một bất ngờ đầu tiên đã diễn ra. Đội ông Kho đã thua trước đội số 9. Một lần nữa ở trận đấu tiếp theo, Kinh Ngay 2 khu 5 ở đường bơi số 1, Cây Kè 1 ở đường bơi số 2. Chúng ta đã thấy Kinh Ngay 2 ở đường bơi số 1 đang dẫn trước với một khoảng cách khá xa so với Cây Kè 1. Như vậy là chiến thắng khó thoát khỏi tầm tay của Kinh Ngay 2. Xin chúc mừng đội Kinh Ngay 2 đã giành chiến thắng. Cây Kè 1, chúng ta cố gắng bơi ghe mình về đích rồi chúng ta nghỉ ngơi để cho những trận đấu tiếp theo ở phía sau chúng ta được tiến hành lên. Chúng ta đã thấy Xóm Giữa mang số ghe 13 ở đường bơi số 1 đang dẫn trước một chút so với Cây Kè 2. Cây Kè 2 ở đường bơi số 2, Xóm Giữa ở đường bơi số 1 với trang phục áo màu vàng, nón đỏ đang dẫn trước với một khoảng cách an toàn. Nhưng điểm đích vẫn còn khá xa, chúng ta cũng chưa nói trước được điều gì. Như chúng ta đã thấy thì Xóm Giữa đang ung dung bơi về đích. Cây Kè 2 chúng ta cũng còn còn hối hả ở những nhịp dòng của mình. Mong anh em cố gắng lên. Chưa nãy Sống Giữa đang tung nước rút biểu diễn trước khán đài. Một lần nữa xin chúc mừng đội ghe Sống Giữa, đội ghe hạng 4 ở mùa giải 2022. Số 2 với số ghe 3, theo như quan sát của tổ trọng tài thì Sống Cho 2 đang nhỉnh hơn một chút so với Lò Búng. Chỉ còn khoảng 100m nữa thôi thì hai đội sẽ về đích. Kính mong quý vị khán giả chúng ta cổ vũ nhiệt tình hơn cho các đội ghe.
quá là bụng hào huyến mày ơi, chẳng bạch tạch thiệt nổi lược á. Quá là bụng chúng ta đã thấy xóm cho hai, xóm cho hai đang tung nước rút biểu diễn trước thang đài và lò bún cũng đang bám đuổi quyết liệt. Chúng ta thấy xóm cho hai như vậy là chiến thắng xóm đã thuộc về xóm cho hai ở đường bơi số 1. Xin chúc mừng xóm cho hai. Đội lò bún chúng ta vẫn còn những trận thi đấu tiếp theo. Như vậy là có một sự cố trên sông. Đề nghị các anh vận động viên chúng ta nhanh chóng vào bờ để đảm bảo an toàn. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Được diễn ra Up 23 với số ghe 12 ở đường bơi số 1. Công đoàn sống cho 1 với số ghe số 1 bơi ở đường bơi số 2. Trận đấu tiếp theo là trận thứ 14, Tam Sóc B2 đối đầu với Kinh Ngay 1. Trận thứ 15, Kinh Ngay 2 khu 5 số ghe 15 bơi ở đường bơi số 1 đối đầu với ấp số 9 bơi ở đường bơi số 2. Trận thứ 16, cây kèm Cắp ra mô hơi Đối chiến này hơi nhau cuộc sống bậc A đội còn 4 dưỡng đánh ta Áp 23, quốc trình 10 công đồng Phút bộ 1 Tam Sóc B2, quốc trình 1 Cây ghè 1 Quốc trình 10 năng sức cho 1 Phút bộ 2, quốc trình 10 năng sức nữa Á lò 4, quốc trình 10 năng đánh lưng Vậy tao hỏi Đối chiến này hơi nhau cuộc sống bậc A Hai đội đang đi đường hơn nửa đầu đua. Hai đội đang bám đuổi với tiền của nhau. Mặc dù trời mưa thì chúng tôi thấy quý vị khán giả cũng như anh em vận động viên chúng ta vẫn hết sức nhiệt tình để đóng góp những trận thi đấu và những màn cổ vũ rất là nhiệt tình cho các vận động viên. Ấp 23 ở đường bơi số 1. Công đoàn sống cho 1 ở đường bơi số 2 đang nhỉnh hơn một chút so với ấp 23. Và công đoàn sống cho 1. Như vậy là công đoàn sống cho 1 đang một mình bằng về đích. Xin chúc mừng chiến thắng của công đoàn sống cho 1. Và cũng xin chia buồn với ấp 23, chúng ta vẫn còn được. Nên chưa? Vì lý do thầy Tam Sóc B2 đã bỏ cuộc không tham gia thi đấu. Như vậy là trận thi đấu giữa Kinh Ngay 1 với Tam Sóc B2 chiến thắng đã thuộc về Kinh Ngay 1. Ở lượt bơi thứ 3 trận 15 là cuộc đối đầu rất đáng là chú ý giữa Kinh Ngay 2 khu 5 ở đường bơi số 1 đối đầu với ấp số 9 ở đường bơi số 2. Ấp số 9 đã tạo ra một bất ngờ khá là lớn khi chiến thắng trước Chùa Hồng Thoa. Liệu ở trận thi đấu này anh em có chiến thắng trước Kinh Ngay 2 khu 5 hay không? Như vậy chúng ta đã thấy Kinh Ngay 2 khu 5 ở đường bơi số 1 đang dẫn trước với một khoảng cách khá xa so với ấp số 9. Xin chúc mừng chiến thắng của Kinh Ngay 2 khu 5. Anh em ấp số 9, chúng ta vẫn còn những trận đấu kế tiếp. Mong anh em cố gắng hơn, thi đấu tốt hơn. Chúng ta đã thấy ở trận đấu đầu tiên, trận đấu tiếp theo, trận thứ 16 giữa cây kè mang số ghe số 2 ở đường bơi số 1 đối đầu với xóm cho 1 mang ghe số 8. Hai đội đang bám đuổi quyết liệt, hai đội đang so kè với nhau, chỉ còn vài chục mét nữa thôi chúng ta đã tiến về phía đích. Cây kè 1 với xóm cho 1
hai ca một, bơi dở đường bơi số 2. Như vậy chúng ta đã thấy ở đường bơi số 2, số 2 đã có dấu hiệu lạc lái. Cây gà 1 ở đường bơi số 1, chúng ta đã giành chiến thắng trước sổm cho 1. Một lần nữa xin chúc mừng cây gà 1. Sổm giữa bơi ở đường bơi số 2, như chúng ta đã biết ở mùa giải 2022, sổm giữa là đội đứng ở vị trí thứ 4 của mùa giải 2022. Ở mùa giải năm nay, liệu anh em sổm giữa có cải thiện được thứ hạng của mình hay không? Đối đầu với sổm giữa là ở đường bơi số 1, sổm cho 2 bơi ở đường bơi số 1. Theo như ban tổ chức, ban xã thì sổm giữa vẫn giữ được phong độ của mình, đang dẫn trước với một khoảng cách xíu sau so với sổm cho 2. Chỉ còn vài chục mét nữa thôi thì hai đội đã về phía điểm kích. Như vậy là sổm giữa, theo quan sát sổm giữa đang dẫn trước với một khoảng cách an toàn so với sổm cho 2. Chiến thắng khó còn khỏi tầm tay của đội sổm giữa. Sổm giữa vẫn giữ được một phong độ rất là tuyệt vời. Mong anh em những vòng đấu tiếp theo chúng ta vẫn giữ vững phong độ như vậy. Một lần nữa xin chúc mừng chiến thắng của đội sổm giữa. Thi đấu sớm cho 2, chúng ta bơi lên hướng phía điểm đích để cho những đội còn lại chúng ta tiến hành thi đấu. Ở trận đấu tiếp theo, lò bún ở đường bơi số 1 và gạch gừng ở đường bơi số 2. Chúng ta thấy đội gạch gừng vẫn giữ được một phong độ rất là tuyệt vời. Anh em đã giành chiến thắng rất là thuyết phục ở những trận đấu trước. Qua trận đấu đối với lò bún, anh em cũng như vậy vẫn thể hiện một phong độ rất là tuyệt vời. Anh em giành chiến thắng với một khoảng cách khá xa so với đội lò bún. Trận 20 kinh ngay 1 với số ghe số 6 bơi ở đường bơi số 1 với một khoảng cách an toàn so với kinh ngay 1. Chiến thắng sẽ tránh thoát khỏi tầm tay của Lợi Nhôm Kính. Một lần nữa xin chúc mừng đội do lãi Lợi Nhôm Kính. Ở trận đấu tiếp theo là cuộc đối đầu với số ghe số 2. Theo như quan sát của chúng tôi thì hấp số 9 đang nhỉnh hơn một chút so với cái ghe 1. Chúng ta thấy hấp số 9 ngay ở những trận đấu đầu tiên đã gây ra một bất ngờ khá là lớn. Đó là giành chiến thắng trước ghe Hồng Tho với một khoảng cách an toàn. Ở trận đấu này, ấp số 9 vẫn giữ được phong độ của mình và vẫn đang dẫn trước với một khoảng cách xích sao so với cây gà 1. Hai đội đang tăng tốc. Chiến thắng sẽ thuộc về đội nào đây? Quý vị khán giả hai bên bờ sông chúng ta có đủ nhiệt tình đó ta. Chiến thắng không biết sẽ thuộc về đội nào đây? Chúng ta rất là khó quan sát. Như vậy là chúng ta rất là khó quan sát. Ở đường bơi số 2 đang dẫn trước so với số cho 1. Đội Hồng Tho ở đường bơi số 2, chúng ta đã giành chiến thắng trước số cho 1. Một lần nữa xin chúc mừng đội Hồng Tho. Ở trận đấu trước giữa ấp số 9 và cây kè 1 theo hạng của mình, một lần nữa xin chúc mừng chiến thắng của đội số giữa. Ở trận 2, sống cho 1, ấp số 9 và cây kè, chiến thắng đã 10 cây kè.
ấp số 9 vẫn còn cơ hội, chúng ta hãy cố gắng thi đấu ở những trận tiếp theo. Như vậy là Gần Dương vẫn giữ được phong độ của mình. Chiến thắng trước cái kè 2 với một khoảng cách an toàn. Xin chúc mừng đội ghe Gần Dương đến từ Tàm Sóc. Tổ chức trung vô cũng xin thông báo em Lý Văn Tài và chúng ta mặc chất có người Gần Kiến. Chúng ta thấy kinh ngày 1, kinh ngày 1 ở đường bơi số 1, công đoàn sống cho 2 ở đường bơi số 2, công đoàn sống cho 2 đang chiếm ưu thế hơn. Như vậy là chiến thắng đã thuộc về công đoàn sống cho. Một lần nữa xin chúc mừng chiến thắng của công đoàn sống cho. Ngày tiếp theo, Hassa so với ấp 23. Chúng ta thấy đội giờ lại Lợi Hương Kính bơi ở đường bơi số 1 đang ung dung đưa chiếc giờ lại của mình về điểm đích. Một lần nữa xin chúc mừng chiến thắng của đội giờ lại Lợi Hương Kính. Theo như ban tổ chức quan sát thấy được, ấp số 9 bơi ở đường bơi số 2 đang chiếm ưu thế hơn sóng cho 1. Đội dò lãi Lợi Nhung Kính đó, chúng ta ép sát vào bờ. Đội dò lãi Lợi Nhung Kính chúng ta ép sát vào bờ. Cho thấy đội sóng cho 1 ở đường bơi số 1 và ấp số 9 ở đường bơi số 2. Ấp số 9 đang dẫn trước với đội sóng cho 1 với một khoảng cách an toàn. Chiến thắng khó thoát khỏi tầm tay của ấp số 9. Nhưng sóng cho 2 đang tăng tốc. Cú tăng tốc của mấy anh đã không kịp với ấp số 9. Một lần nữa xin chúc mừng chiến thắng của ấp số 9 là ông Kho ở đường bơi số 1 với trang phục màu hồng. Bơi cùng ông Kho là kinh ngay 2 thu 5 với trang phục màu xanh bơi ở đường bơi số 2. Hai đội đang bám đuổi quyết liệt. Chiến thắng cũng có thể thuộc về kinh ngày 2. Chúng ta thấy hai đội đang bám đuổi quyết liệt. Như vậy là hai đội đã về đích theo như mắt thường. Tổ chức vẫn quan sát lại đoạn phim chiếu chậm để xác định đội do lại nào giành chiến thắng. Ngay phía sau đội lượt trận thứ 28 là lượt trận 29 giữa đội Gạch Dừng và xóm giữa. Gạch Dừng vẫn giữ được phong độ rất là tuyệt vời của mình, đã có những chiến thắng rất là ấn tượng ở những vòng đấu trước, và ở vòng đấu này các anh cũng chiến thắng trước đội xóm giữa. Chạy ngồi. ตุ๊กกะพีขอบรังล่างบางคนจะสตอยยังขอบรังมือระบายออกกองกลางตัวตุ๊กกะพีระบายยังขอบรังมาประกวดตุ๊กกะพีขอบรังล่าง Trận 30 trận cuối cùng ở vòng bảng đang diễn ra rất là quyết liệt giữa cái kè 2 ở đường bơi số 1 và số cho 2 ở đường bơi số 2. Đề nghị quý vị khán giả ở hai bên bờ sông chúng ta cổ vũ nhiệt tình hơn ạ. Chúng ta thấy hai đội đang so kè, hai đội đang tung nước rất là đẹp mắt. Chiến thắng sẽ thuộc về đội nào đây? Cây kè 2 và sống cho 2. Như vậy là hai đội đã về đích. Như vậy thì